Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh YouTube mình nha. Hôm nay thì mình đang có mặt ở một cái chỗ xưởng tiện chiên đổ chiên vịt đi. Quay cho các bạn xem nè, chỗ này rất là nhiều. Cái này 5 cánh luôn các bạn. Cái này nó có chiều cao khoảng 3 mét đó. Thế 3 mét mấy luôn đó nha. Đó, mấy chục cái luôn ha. Cái này bằng thau nha các bạn. Đổ dọc đường luôn. Nóc hết trơn, bên kia nữa. Chúc mình sẽ đi qua đó cho các bạn xem chút xíu nha. Mình cố gắng quay thôi, mình không biết là người ta có la không mình không nữa. Cái này 5 cánh luôn các bạn, cũng tiếp ra. Cái này nguyên cái kho bự dã man cái chân vịt này luôn. Cái này có giá tiền một cái khoảng mấy trăm triệu mà mình không biết nữa. Bên đây trong đây là người ta đang sản xuất đổ luôn nè. Bự như có, nhỏ có, rất là nhiều cái trong đây ha. Mấy cái này là của cào đôi nữa. Đây, cái này nè. Bự dữ dằn. Này. Khoái nhất là cái này đây. Cái lò luyện đơn đổ chân vịt này. Này nó chưa tiện găng gì cho ha. Đây các bạn, bây giờ thì tôi sẽ đi qua đó để so sánh cái chiều cao của chân vịt nó như thế nào nha. Bây giờ tôi sẽ mượn ông anh quay giùm. Các bạn, cái này thì theo mình được đó nó khoảng có tầm 2 tấn mấy nha các bạn. Cái này nó có thể là 1 mét, 3 mét mấy. Tại vì cái chiều cao của mình hồi nãy là mình 1m65. Thì 1m65 thì nó khoảng 3 mét mấy đúng không anh? Ừ, đúng rồi, 3 mấy gần 4 mét là cái cánh này đây. Đó. Có thể là 1 tấn mấy, 2 tấn gì đó ha, mình đoán thôi. Còn bên đây thì cái này nó có thể là 2 mét mấy. Thì nãy mình đã đứng mình đo cho các bạn xem rồi đấy. Rất là khủng khiếp luôn. Cái này là đa số là gắn những cái động cơ Cummins rồi đó. Điện hợp số nhiều tua. Đằng kia xa đằng kia còn rất là nhiều cái luôn. Chút nữa mình sẽ đi cho các bạn xem từ cái ha. Đó, bự không à. Đây là cái chỗ người ta sản xuất chân vịt luôn nè. Ta đổ ra ở đây luôn nha các bạn. Cái cánh của nó là rất là khủng lồ luôn, siêu to luôn. Ấn tượng nhất là cái này đi, 5 cánh. Lỗ cốt hết hồn. Đây thì bây giờ thì mình sẽ đi qua đó cho các bạn xem từ cái chân vịt nha. Tại vì cái này mình quay không biết người ta có cho phép mình quay không nữa. Nhưng mà mình thấy lạ nó bự rồi quay cho các bạn xem. Cho nên nó không dám nói chuyện lớn. Nói chuyện lớn người ta nghe được người ta chửi chết luôn á. Người ta nói mình khùng nữa. Bây giờ mình sẽ đi qua đó cho các bạn xem mấy cái chân vịt nó bự như thế nào ha. Thì thấy mấy cái đằng kia nó bự lắm các bạn. Giờ sẽ cho các bạn xem nha. Cái nào nấy nó to dã man luôn. Mấy cái này mà để vô cái quạt gió mà quạt một cái là chắc mát lắm các bạn ơi. Thì bây giờ ở đây nguyên một đống luôn nè. Mình đi từ từ nha, tại vì cái này mình sợ người ta không cho mình quay á. Ở đằng này mình thấy một cái nó lẻ loi ngoài này đây. Đó, các bạn thấy nó bự khủng khiếp chưa? Đây, mình đang đứng lên cái cánh của nó luôn này. Cái này chắc rớt ở đây. Cái này cũng 5 cánh nha các bạn. Cái lỗ nó nó sâu dã man. Đó, 1 cánh, 2 cánh, 3 cánh, 4 cánh đang đứng lên đây. Bự lắm các bạn ơi. Các bạn nhìn thấy nó khủng khiếp lắm, nhìn ở ngoài vô trong máy quay vô trong thì nó nhỏ vậy đấy. Cái này thì mình thấy nó đóng gông luôn nè. Chắc cái này là chưa ai xài tới thì sao, nó đóng gông luôn các bạn. Wow, quá trời chỗ này luôn hả? À, nguyên một nùi luôn. Rất là nhiều. Cái này nhỏ có, cái này 2 mét mấy cũng có. À, cái này đây nó có để số ký cho mình xem đây. Đây là 146 kg. Cái gì 62 gì đó, mình không biết nữa ha. Đó. Quá wow, trời, cái chỗ này nguyên cái ổ chân vịt luôn. Vô nguyên cái lò vịt luôn. Khủng khiếp chưa? Bộ bên này nữa nè. Quá wow, trời, cái nào có nấy dã man. Có bằng này có mấy cái bằng thau nè các bạn. Có mấy cái bằng thau ở trên này đây. Bằng thau thì nặng hơn cái này nha. Cái này đóng gông, cái này cũng bằng thau nè. Cái này đa số là gắn mấy động cơ cho tàu cào đôi nha các bạn. Đó, dã man à. Cái này cái giống này là người ta đổ, người ta chưa mài lên nè. Này nó có cái chỗ này nè. Cái này người ta còn mài lên nữa ha. Này như cái khuôn người ta ra đó, nó còn dính cái mép này đây. Này người ta sợ nó mắc hay sao, ta buộc là tối lên nè. Bên đây dã man ha. Mấy hơn trăm cái nha. Thì mình đoán mình biết có hơn trăm cái nè. Một cái lò vịt luôn. Mình không dám đi lên kia, sợ người ta la. Đây có cái này, có cái hàng chữ Thái gì đây, mình không biết nữa ha. Thấy có chữ Thái quay vô bạn xem luôn. Mình thấy ở ngoài này nó đóng gông nhiều thứ lắm các bạn. Đây cũng có số ký nữa đây. Không biết cái này gì. Mấy cái bằng thau bên kia nè. Ở trong kia còn nhiều lắm các bạn ơi. Một cái này nó có giá tiền chắc mình nghĩ khoảng mấy trăm triệu ấy nha. Có bạn nào biết, có bạn nào đã sử dụng qua thì cho mình biết số tiền ha. Đây các bạn hay so sánh một con người với một chân vịt đây. Đấy giờ rất là bự. Ông đó ông ấy ông đứng trên có ngàn cây cốt thôi ha, ngàn cái láp, cái lỗ láp thôi. Đây, cái chỗ này nó có một cái chân vịt bị nước mặn hay sao, nó bị giống như nó bị mục ngay đây nè. Đó, thấy không? Quá nhiều. Đây các bạn, đây thì những cái chân vịt tàu hồi nãy thì nó sẽ gắn vô những cái chiếc tàu biển như thế này đây ha, tàu biển tàu cá đây, chiếc này cũng rất là bự. Đó. Ở đây thì xung quanh đây còn rất là nhiều. Thì hồi nãy mình quay cái chân vịt đó thì ở dưới đây thì nó cũng có một cái bến cảng chỗ này đây. À. Còn rất là nhiều chiếc bự hơn bên kia nữa. Đó thì sẽ đưa vô đây cào đôi ha, 5 cánh 4 cánh 3 cánh gì đó thì tùy theo người chủ tàu xài. Thì hồi nãy ở trên kia là cái chỗ lò luyện đơn chân vịt, sản xuất chân vịt hồi nãy đó, thì đem xuống đây. Rồi còn rất là nhiều chiếc bự, có thể bự hơn nữa ha, nhưng mình ở đây thì mình lấy ví dụ chỉ một hai chiếc cho các bạn xem cho vui thôi. Đôi khi trong cái quá trình mình quay thì mình có thể nói nhiều cái nó không được chính xác, bây giờ cũng không được hay cho mấy, mong các bạn xem anh em thông cảm giúp mình nha. Đây các bạn, đây thì mấy cái chân vịt hồi nãy thì nó sẽ đúng với những chiếc tàu như thế này nha. Đó. Mọi người cái bô cũng hay lắm á. Mấy chiếc này đánh bắt ở xa bờ đó các bạn. Đây nè, đây thì mình đứng ở đây quay cho các bạn xem ha. Đó. Đây các bạn, thì hồi nãy những cái chân vịt nãy thì nó sẽ gắn vào những cái chiếc tàu thế này đi ha. Dịch vụ hậu cần cũng như đây. Đó, chiếc này thôi nha. Đó, chứ không phải là cái chiếc bên đây nha, chiếc này của cao tốc. Chiếc này thì chân vịt nhỏ hơn. Còn rất là nhiều chiếc luôn. Đó, ví dụ như bên đây nữa nè. Đó. Chỗ này là con sông rất là đẹp. Ở bên kia là sớm người qua. Chỗ này đây, mình có một lần mình đi qua đó, một lần rất là đẹp luôn. Còn người Tiều, người Trung Quốc luôn á các bạn. Hôm nào mình có chuyến thì mình sẽ qua đó quay cho các bạn xem ha. Cũng như một cái chỗ đó là toàn là người qua ở trên đó không đấy.